Kính thưa quý vị, cho bệnh nhân uống thuốc cũ, 7 y bác sĩ bị kỷ luật, tin từ Cần Thơ. Tai tiếng nữa lại vấy thêm cho ngành y tế Việt Nam với vụ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ phát thuốc cũ, khiến suýt nữa làm bệnh nhân bị ngộ độc. Theo VN Express, có 7 y bác sĩ bị kỷ luật. Riêng trong vụ phát thuốc cũ hôm ngày 14 tháng 8 vừa qua, nạn nhân là một cháu bé, con của ông Phan Hữu Thọ, cư dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Bé nhập viện trước đó được chẩn đoán mắc bệnh viêm họng. Đến ngày 29 tháng 7, bé nhập viện lần nữa vì bị tiêu chảy. Cho đến ngày 14 tháng 8, cán bộ điều dưỡng Bệnh viện Cần Thơ phát ông Thọ một gói thuốc mà dân gian gọi là nước biển khô cho bé uống để điều trị chứng mất nước vì tiêu chảy. Nhìn kỹ lại, ông Thọ mới phát giác ra gói thuốc đã hết hạn sử dụng trước đó nửa tháng. Không chỉ con của ông Thọ lãnh hậu quả vì thái độ sơ suất này, một em bé khác cũng đã được phát gói thuốc quá hạn. Tin này đến tai cấp trên, tổng cộng 7 y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ bị kỷ luật vì sự sơ suất này. Trong đó có bác sĩ trưởng và phó khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ. Trên trang mạng xã hội hiện nay xuất hiện nhiều lời hô hào rằng bà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ chức. Dư luận còn đặc biệt danh cho bà Kim Tiến là Bộ trưởng Bộ Tai Tiếng.